Xin chào các bạn nha, xin chào cả nhà và các anh em nha, đã yêu mến được trong thời gian qua thì hiện tại được chuẩn bị gạn pháo lợn nói chung là được chuẩn bị trên tay những cái dòng máy câu mà được mới về và cũng đang có ở tiệm của được đó các bạn, và chuẩn bị trên tay quay cho các bạn xem thì từ dòng giá rẻ, dòng bình dân đến những dòng cao cấp thì anh em cần cái nào thì bắt cho được, được ship hết toàn quốc cho anh em nha. Rồi mời cả nhà cùng mình xem mẫu máy đây nha. Rồi camera xin lỗi dùm cái. Rồi bây giờ được sẽ chơi từ cao cấp xuống dưới dòng giá rẻ nha cả nhà. Đó, bây giờ được sẽ có dòng cao cấp ở đây, được sẽ có cái con Ben Slammer. Đó, thì cái dòng Ben này được mới về luôn các bạn. Đó, con này là máy này là xây 5.500 các bạn. Đó, Ben Slammer. Đây, khi anh em mua con Ben thì được tặng một cái hộp như thế này và được một cái bọc như chống sốc cho này dùng lớn cho các bạn, rồi một cái túi chống sốc, rồi kia một cái đấm nhờ bằng cao su, nói chung là ba đồ xịn sò nó hay có ba cao su bảo vệ nhiều lắm các bạn đó, đầy đủ đó cho anh em. Đây là con Ben Slammer thì nói chung là được cũng dài, số lượng cũng ít ít vậy nhưng mà có đầy đủ để cho vị và các bạn xem. Đó, con này là Ben Slammer 3 các bạn, thế hệ thứ 3 nghe anh em. Đó, Ben Slammer thứ 3. Con này nói chung là nó khỏi nói về cái độ trâu bò của nó, quý vị thôi các bạn. Đó, con này trâu bò dữ kinh khủng luôn á. Đó, con này thì tay quay cũng là tay quay dặn nha các bạn. Đó. Coi chỉ số vô dây của nó là 0.28 390m và 0.33 của nó là 300m, 0.36 là 210m, mà thường cái này mình đánh cái này được đánh cũng khoảng 0.50-55 á cả nhà. Đó. Rồi tiếng mô pin của nó đây. Rồi rồi nha. Xả nhẹ ra nữa. Con này thắng của nó quá kinh khủng các bạn ơi. Thắng của nó thì khỏi nói luôn anh em. Để được xả ra giùm nó, còn thắng của nó các bạn nghe không? Ghê không? Con này thì cái thắng của nó là hỗ trợ thắng ABS nha các bạn. Nó rất là yêu luôn nha. Rồi. Mình coi trọng lượng máy nha cả nhà. Này con này thì tải cá từ 10 đến 20 kg là chuyện nhỏ nha. À, mình sẽ coi của nó. Con này nặng là rất là nặng, là 633 g. Con máy 5.500 cả nhà. Đó, 633 g, số dòng tôi là 5.6.1. Ben này thì con này máy thì của hãng Mỹ các bạn, xứ của Mỹ nha. Đó, bạn thấy kinh khủng chưa? Ben Slammer. Mình sẽ coi cái mắt khác của nó phải ký mà không thấy mắt khác luôn. Con này nó bắn gáp nó tải 10 đến 20 kg nha các cả nhà. Đó, trời ơi, Ben Slammer. Đó. Khi anh em mua hàng thì nó có tem của hãng rồi đầy đủ, tem chống hàng giả rồi đầy đủ các bạn. Đó. Ở chân máy thì có Ben, hiệu Ben. Đó, tay quay thì nó có hai nấm bạc, anh em thì dặn tháo tay quay ra thì ở đây các bạn, có tháo tay quay ra để anh em thay cái nấm nhựa vô. Tùy anh em thích nhựa thì thôi chơi nhựa, và thích độ đồng có đá thì anh em chơi thằng này nha. Đây là con Ben Slammer thì được đang bán con này với giá là 3.590.000 các bạn. 3.590.000 Ben Slammer. Đó, thế hệ thứ 3. Đó, quay cho quý vị các bạn xem nha. Đó, thấy đẹp chưa? Sợ chưa? Các bạn. Đó. Thì con này ta quay dặn anh em dặn ngược ra sao thì tháo máy ra. Đó. Còn dặn tới thì ship máy vô. Đó, ta quay dặn sẽ dặn ra luôn cho anh em xem. Con này là ta quay dặn nha cả nhà. Rồi rồi chú được rồi, rút ra rút ra. Sâu lắm. Không có cái khúc đầu nó nhỏ. Đó. Rồi cả nhà. Rồi xong thì chúng ta để nó vô bịch rồi hoặc là cho để qua một bên nha. Con này giá 3.590.000, anh em mua hàng thì bóc được nha. Đó, hàng Ben. Mỹ, Ben Mỹ. Đó. Rồi, được sẽ qua một dòng tiếp theo được tổng này được bán rất là chạy đó cả nhà. Đó là dòng
Rico Bomber được thì có xây 6.000 và xây 5.000. Nó cả nhà, nó máy được anh cầm là xây 5.000. Con này máy ráp nó tải 15 kg. Cái dòng này là của Thái Lan. Nó dòng này nhìn giá nó là mẫu giá tầm trung nha quý vị. Anh em mua hàng thì hàng chính hãng công ty các bạn. Được nhập về là hàng hãng công ty, anh em xài order cho được và những anh em mà đó mua máy có được. Nếu mà có vấn đề trục trặc thì nó được hỗ trợ cho anh em. Chung bạn này cứ yên tâm, nó hỗ trợ cho mình hết về linh kiện phụ kiện theo máy tất cả, tại vì hàng công ty. Còn anh em mua hàng kim biên ở ngoài á là hầu như là anh em mua xong là có gì bạn em bỏ luôn, người ta sẽ không có hỗ trợ cho mình. Nó thì đây là hàng công ty chính hãng được nhập về, cho nên anh em yên tâm về chất lượng cũng như là sản phẩm của nó. Thì con Bomber này được có hai dòng, dòng 6.000 và dòng 5.000. Dòng 6.000 á thì anh em mua với giá là 720.000, dòng 5.000 thì được bán với giá là 700.000, có ship có toàn quốc cho anh em nha. Tay quay kim loại nè, núm kim loại CNC nè các bạn, ổ máy kim loại, chân máy là kim loại luôn đó. Đây là mẫu mới và có một mặt nạ trợ lực cái cốt máy anh em. Tiếng máy ráp của nó cũng rất là thật thanh nha. Không phải gặp mình trước rồi. Nói con này nó có thêm một mặt đạn trợ lực cái cốt máy, so với dòng đời cũ thì nó không có mặt đạn này nha cả nhà. Đó, về chỉ số vô dây của nó và thiết kế của nó, sơn của nó cũng sẽ đẹp hơn cái dòng cũ. Đó, con này có 7 mặt đạn. Máy đáp tải của nó là 15 kg. Rồi sẽ coi cân nặng của nó, rồi sẽ báo cho các bạn luôn. Cân nặng của con này á là 410g đối với con 5.000 và 430g đối với con 6.000 như cả nhà. Đó, 5.000 700k, 6.000 720k thì đang bán với giá ưu đãi các bạn. Mát ráp 15 kg nha. Đó, quay thích hợp cho anh em đi con tra, con hồ, con sông, con dồ đếm, các kiểu, con bò lực. Anh em cứ chơi được thẳng tay ok nha cả nhà. Khi mua máy thì chúng ta sẽ được cái túi bao cần theo máy, quên cái túi bao máy theo máy, túi bao máy theo cần đó, rất là xịn sò luôn, mốt luôn. Đó, hàng hãng Rico Thái Lan, rồi được thêm một dòng Rico Thái Lan nữa, dòng Marathon. Hai dòng này được bán đúng ngày là 200-300 máy các bạn. Đó, bạn thấy kinh khủng chưa? Đó, dòng này thiết kế của anh em á, không thích màu đó, không thích màu này. Đó, giá nó sẽ nhích hơn chút xíu. Tay quay kim loại nè, đúng CNC kim loại. Nó ổ máy kim loại, nó Marathon, Marathon máy đáp tải nó 13 kg các bạn, cũng 7 bạc nạn. Đó, mình đây mình có xe 6.000 của Marathon 6.000 cho cả nhà. Đó, không gầy á, được lo quay cần không à. Anh em hỏi sao có máy không, thì hôm nay được sẽ quay máy cho quý vị và các bạn anh em dễ lựa chọn nha. Con này được bán với giá là 680.000. Đó, anh em mua hàng thì được sẽ tặng cho anh em một bình tưới Rico Thái Lan. Đó, một bình tưới Rico Thái Lan, anh em lại mình cắt. Đó, khi anh em mua hàng thì được sẽ tặng một bình lưỡi Rico như thế này của Thái Lan cho anh em. Đó, với giá 40.000. Đó, để anh em yên tâm sử dụng nha. Rồi, mình sẽ qua một cái dòng này nữa nha các bạn. Anh em mua hàng thì nhớ inbox cho mình qua số điện thoại 0963 8640 nha. Được có ship có toàn quốc và số Zalo bút mình trên số di động của luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ qua một dòng máy mới về đó các bạn. Đây là con đời đông. Đời đông này á kiểu mẫu mới bạn, kiểu bạc đạn mới. Nó mà đạn CVV đó, làm kiểu mẫu bạc đạn mới, không phải có bạc đạn mà dễ hư theo cái mẫu cũ các bạn. Dòng này nó hỗ trợ tính năng là bạc đạn mới. Con này đời đông của hãng Cotline, thiết kế của nó là tay quay dặn mình có là xe 5.000 và xe 6.000 như thế nhà. Tay quay của nó thì giống như con Ben đấy đó, dặn ngược như sau, rải ra rồi dẫn tới là xiết lại. Dặn càng tới thì càng xiết. Con này thì có 8 mặt nạ, nó thiết kế của nó rất là đẹp luôn. Đỏ đen, đó anh em thấy chưa, đỏ đen. Thằng tuôn của nó 4.7.1. Đó, chân máy thì con này là kim loại nè, tay quay kim loại nè, ổ máy nó kim loại nè. Nó rất là trâu bò nha các bạn. Đó, đường đang bán con này á, với xe 5.000 là được bán với 430.000 và xe 4.000 thì được đang bán với giá là 410.000. Rất là yêu luôn mà. Anh em mà chơi đi câu, ta gọi là câu
hồ dịch vụ á, câu cá cha, câu thịt, câu giải rồi thì nên xài những cái con mà tay quay nó tạo lực như thế này nha các bạn, chứ mình tải cá nó khỏe nha. Đó, ba dòng, bốn dòng như thế này thì đây là những cái dòng máy mà bạo lực để anh em câu hồ, câu giải, câu cha đồ đó. Thì đây là bốn dòng thì về quay cho vị các bạn xem nha. Thì mình sẽ qua một cái ba cái dòng giá rẻ để các bạn quay cho vị các bạn xem á. Thì một dòng đây là con Sina, đó, rất là nổi tiếng luôn nha các bạn. Sina mẫu 2019, đó, mẫu mới các bạn. Sina 4000 HG, này là nó có 4000 là cao nhất nha cả nhà. Là phiên bản HG, phiên bản dành cho nước ngọt. Đó. Thì anh em không lạ gì con này nữa rồi. Con này của Shimano của Nhật nhưng mà nó cáp tại sản xuất tại Malaysia. Con này còn được có màu đỏ đen. Thì giá bán con này được năm bán với giá là 500.000 nha cả nhà. 500.000 nha. Sina 4000, đó 500.000. Rồi mình sẽ qua một cái dòng máy Pioneer giá rẻ tiếp theo, ví dụ túi tiền. Vừa túi tiền, hợp túi tiền cho anh em mà thích tôi gọi là sao ta, thích chơi xong vài mùa thôi đấy thì có con này. Đó, con này mình sẽ vừa túi tiền cho anh em. Được có xe 4000. Có được lại hiện giá là 220.000. Ngày xe 4000 là 230.000 nha các bạn. Nó xây 4.220, xây 5.230. Đó, anh em mua hàng thì đi bóc cho mình Pioneer đen. Nó đen thì CNC. Nó cũng vậy, rất là đẹp nha. Hãng Pioneer nha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi các bạn thấy chưa? Xe 4.000 và xe 5.000 nha cả nhà. Rồi anh em mua hàng thì liên hệ mình nha, 0963 890 470 nha cả nhà. Rồi mình sẽ qua một dòng máy tiếp theo nữa, đó là con FX. FX Shimano FX nha cả nhà. Con này là mình có xe 4.000. Đó, xe 4.000 thích hợp đến em đi con sông, con hồ dịch vụ, con cá cha, con lua, nói chung là đủ thứ các kiểu về cái độ mà mượt mà. Thì con này cũng có giống như con kia là ba mặt bảng công một, đó, rất là đẹp nha quý vị. Hai con này thiết kế nó như gần gần giống nhau luôn á, nó tiện theo cổ máy là nó tiện cổ máy cũng giống nhau, mà cái chụp nó nhìn nó cũng quan sát nó cũng giống nhau, chỉ khác nhau là nó sơn thêm một cái viền nữa thôi cả nhà. Đó, mà thấy không, chứ thằng này thì nó sơn bóng nè, thằng này thì nó sơn bóng hơn, chứ thằng này mà nó mà sơn sơn nhám thì hai con nghị trang nhau luôn á. Nói chung là nó thấy thiếu thiếu lắm, giống nhau nhưng mà Sina thì nhìn nó nhỏ hơn nha cả nhà. Sina nhìn nó nhỏ hơn. Rồi con này được đang bán với giá là 370.000. Shimano FX 4.000 nha anh em, 370.000, hàng chính hãng đàng hoàng nha, không phải hàng kim biên nha, hàng chính hãng Shimano, những Malaysia nha. 370.000 nha cả nhà. Nó quay cho anh em một cái nhà xem nha, nó đi coi chưa. Gọi anh em cần mua hàng thì inbox cho mình nha. Mình có Zalo và số điện thoại đầy đủ, số điện thoại mình sẽ để ở phần tiêu đề á. Rồi được cũng có một cái dòng máy chuyên đua đó các bạn. Thì mình sẽ qua đây hai dòng máy chuyên đua thì mới về. Con này là của Novi của Nhật. Đó, con này là Novi. Rồi thấy chưa? Novi bắt khác thêm. Đó thì dòng này được quá lấy về cho quý vị và các bạn anh em được xem nè. Dòng này bắt ráp tải của nó là 13 kg, trọng lượng của con này là 216 g. Để được căng là con có đúng nhà sản xuất không bạn, cũng được có cái căng nhưng không biết có đúng hay không nha. Nó hơi già cho ta, nó có 210 g mà vậy là cái căn của mình nó hơi già hay sao rồi các bạn.
nó có 210 gram, lò xo hơi cứng. Nó trong ấy thì 216 nhưng mà được hay là trọng lượng hết luôn cái hộp ta, không phải là cái hộp riêng nữa, nó là 216. Rồi cả nhà thì máy nó hết dung lượng thì được con này á mày, thì nó 216 gram, nó có 11 cộng 1 mặt hàng, tải của nó là mắt của nó là 8 kg. Nó ngoài của hãng Nobi của Nhật nhưng mà gia công ở sản xuất ở Trung Quốc nha cả nhà. Đó, cái nào của Trung Quốc là được nói Trung Quốc, cái nào được ở Malaysia nó Malaysia, đó đâu đó rõ ràng cho việc các bạn anh em đồ lựa chọn nha. Đó, thấy mà thấy chưa, đẹp chưa đó. Có chỉnh mồi rồi, có nút chỉnh thắng bên hông nữa đó chứ. Chỉnh thắng chỉnh này các bạn dặn ra thì nó sẽ xả nhẹ ra. Không không, chỉnh chỉnh thắng bên bên dạ dạ. Đó thì anh em chỉnh thường thì không gần nha. Đó, anh em chỉnh sao thì anh em chỉnh. Được thì trên tay quay cho bị các bạn xem thì thôi. Hồi nãy được quay hơi nặng là do chỉnh ngồi đây, các bạn nó hơi siết lại. Đó gì đó hơi nặng mà. Đó. Rồi. Nay cũng rất là mượt mà nha mọi người. Đó thì anh em trước tiên được xin giới thiệu con này của Nobi. Tải cá là 8 kg, nó cân nặng là 216 gram, nó chỉ số là 10 bạc nạn cộng 1, dòng tua của nó là 7.3.1. đó, giá con này được ban bán giá là 890 ngàn. đó, anh em mua hàng thì inbox cho mình nha, và số điện thoại mình để ở dưới video nha. Rồi mình sẽ trên tay tiếp một cái dòng máy ngang được đang có ở tiệm, đó là dòng Okuma quý vị. Đó Okuma thì con này thì của Nhật, nhưng mà dòng này của mình đó thì mình lấy về ta quay bên trái không nghe đây nha cả nhà, ta quay của mình là ta quay bên trái đó. Con này thì thích hợp để anh em mua được nha. Con này thì dòng tua của nó là 6.6.1, con này của hãng Okuma của Nhật nhưng mà gia công ở Trung Quốc nha cả nhà. Đó mình chuẩn bị rồi xem nha. Con này thì có 7 bạc đạn đó, 7 bạc đạn ngoài dòng tua. Được, coi ra dòng tua của nó nằm ở đâu đây, đây dòng tua của nó là 6.6.1, dòng tua nó là 6.6.1, 7 bạc đạn cộng 1 nha cả nhà. Đó, bây giờ cho các bạn xem thì con này được bán với giá là 1 triệu đồng hãng Okuma. Đó, nhưng mà cũng gia công ở Trung Quốc. Con này để mình cân nó coi nặng bao nhiêu nha cả nhà. Con này là được thấy nó nặng hơn con kia đó. Con này là cân nặng của nó là 224 gram, nó nặng hơn con hồi nãy cả nhà, nặng hơn mấy gram. Con này là 224 gram của Okuma của Nhật cả nhà. Đó, rồi cho vị và các bạn xem thì được, không có gạch máy ngang thì được quay kỹ cho các bạn xem, thì anh em biết chơi thì anh em máy nha. Thì chỉ nói thông số ha, nó là 7 bạc đạn, dòng tua của nó là 6.6.1. đó, tải cá được xem bãi cá của nó mà. Con này ở đây thì nó không để mát rác ta, bãi cá của nó là 6 đến 9 kg cả nhà, 6 đến 9 kg. Rồi, nó tính là LB anh em ơi, cho nên là được đọc bên LB thử ra nó hơi đau cho vị rồi các bạn xem nha. Đó 12 LB là tôi đưa khoảng 6 kg nha cả nhà. Nó quay cho vị và các bạn xem nha. Con này tải cá là 6 kg nha. Đó, giá mình bán là 1 triệu đồng. Đó anh em mua hàng máy câu thì cứ inbox cho được nha. Qua số điện thoại là 0963890470, máy ngang máy đứng đều có đầy đủ. Shimano, Pioneer, Okuma, Nobi, Daiwa, Ken, Ryoko. Đó, ngoài ra đều có ở đây đầy đủ như túi đựng cặn. Túi đựng cặn các bạn. Cái túi cặn là túi miệng, túi này thì được bán giá 120 ngàn, túi 145. Túi này ben thì 1m6 được đang bán với giá là 150 ngàn. Nó quay cho vị xem nó đầy đủ. Rồi túi từ cầu tay đó, túi này được bán giá là 50 ngàn một cái, nó túi cho cặn cầu tay, nó cho nên cầu tay có bút
cứng luôn để em thích hợp với em mình cần luôn. Đó là 50k cương cứng đầy đủ, dây lưỡi xịn sò rồi đầy đủ, anh em cần gì cứ bóc cho được nha. Dây lưỡi rồi đầy đủ cho vị và các bạn xem. Quý vị các bạn xem, đây được có dây lưỡi, từ lưỡi xịn sò rồi đến lưỡi bình thường, đây những cái dòng lưỡi xịn sò đây các bạn, nó BKK đầu đen trắng Rico, nó đến những dòng lưỡi thường, quay cho quý vị và các bạn xem lưỡi câu gô chê dép mồi bát lua rồi giờ nhé hơn. Nó mồi mềm đầy đủ, rồi dây Rico Thái Lan đủ size Rimmi, rồi vợt, rồi gọng cá, rồi bạn vợt gọng cá đầy đủ chì đó. Anh em mua hàng cứ inbox cho mình thì mồi thì từ từ thì sẽ lấy về, trước tiên là có mồi của ông Khuyến là trước rồi đó. Đó quý vị xem, dây đầy đủ dây sợ nè các bạn, từ vài chục đến 200-300 đó. Dây BE thì cũng có luôn, dây BE thì được chuẩn bị mơ về dòng BE xịn sò hơn dòng này nữa, rồi dòng BE rẻ hơn thì cũng về nữa đó. Rồi chuông báo cá nè bạn, phao chì lưỡi, phao lưỡi tóm sẵn đầy đủ cho quý vị các bạn, thì tiệm được sẽ khai trương vào thứ ba tuần tới các bạn, là nhằm thứ ba tuần tới là khoảng 13 tây các bạn, là nhằm mùng 2 âm lịch mình á, thì tiệm được sẽ khai trương, rồi mong anh em các bạn đồ ủng hộ thì được có ship code toàn quốc nha. Ngày qua được có đầy đủ những cái dòng cần, nó được có dòng cần lua, rồi dòng cần cắm lóc, câu zip nè, câu biển, câu zip rồi nè, dòng này mình lua cũng được nè cả nhà. Đó, này cũng tải mồi rất là khủng luôn, đến 250g, 100-250g đó cả nhà. Đó, tải mồi rất là khủng. Đó, con này thì anh em câu cá là rất là ok rồi, câu zip nè. Cây này thì bao đẹp luôn, bao sướng luôn, giá cả phải chăng, từ vài trăm đến 2-3 triệu. Nó cặn mê công rai của Bình Hoa Bến Tre được cũng có luôn, từ cán bằng, nước cán mút đều đầy đủ nha cả nhà, cần bạo lực nó Iron Man, cần Cotline Advent 2, rồi cần giá rẻ trăm mấy đó, đầy đủ, cần lua Abu, cần taxi, cần UL, câu tôm, rồi cần dựng hãng đầy đủ cho vị các bạn anh em lựa chọn nha. Nó đầy đủ, hôm nay thì được cũng quay vị sơ sơ cho vị các bạn xem thôi. Nó ngoài ra mình có đầy đủ đồ chơi như cần tay xịn sò, cần tay được có sắn ít toàn thân, sắn ít toàn thân nè, rồi mình có cần carbon hai da, carbon sắn thường, đó, cần đặt giá rẻ đầy đủ, nói chung là tùm lum tứ lung tung Sài Gòn. Đó, rồi sẽ tranh thủ rồi quay video cho các bạn xem. Rồi anh em mua hàng thì nhớ inbox cho được qua số điện thoại là 0963890470 nha anh em. Rồi được xin chào cả nhà, chúc anh em một ngày mới vui vẻ và thật là câu cá được nhiều cá nha. Rồi hãy ở nhà thì xem video vui vẻ nha. Đó, rồi được cảm ơn rất là nhiều, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.